Thưa quý vị, các tay đua đã hoàn tất chặng thi đấu thứ 6 giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 13 năm 2023 Cup BWC với thử thách là ngọn đèo Vĩnh Hy. Đèo Vĩnh Hy có chiều dài 21 km là ngọn đèo có tính chất quan trọng nhằm xác định danh hiệu áo chấm đỏ nữ hoàng leo núi tại BWC Cup 2023. Tận dụng việc hai tay đua đang dẫn đầu điểm đèo là Somerat Thái Lan và Soko BWC Bình Dương gạt lại ở trong top đông, tay đua Thu Mai đã vượt qua Bùi Thị Quỳnh BWC Bình Dương và Chanibron của Thái Lan ở đèo Vĩnh Hy 1, Vĩnh Hy 2 để giành thêm 20 điểm thưởng. Sau đó cố gắng đỉnh đèo Vĩnh Hy 3 thứ nhì sau Bùi Thị Quỳnh giành thêm 8 điểm. Qua đó chính thức đánh chiếm thành công danh hiệu áo chấm đỏ nữ hoàng leo núi với 53 điểm. Ở diễn biến của cuộc cạnh tranh giải áo xanh, sau khi giành hai giải nhất ở Ring 1 và Ring 2, Bùi Thị Quỳnh tiếp tục rút thắng trước top đi đầu ngay tại đích đến để giành chiến thắng chặng với thành tích 3 giờ 31 phút 01 giây, tốc độ trung bình 37,248 km/h. Với thành tích này, Bùi Thị Quỳnh đã giành lấy áo xanh từ tay Zutatip Thái Lan với 67 điểm. Tay đua Chanibon tiếp tục giữ áo vàng sau 6 chặng, xếp hạng nhì là tay đua Somrat Vedarin cùng của Thái Lan và hạng 3 Bùi Thị Quỳnh. Tay đua Lâm Thị Thùy Dương thành phố Hồ Chí Minh Vinama giữ vững danh hiệu áo trắng với cách biệt gần 6 phút so với các tay đua xếp sau. Đội chủ nhà BWC Bình Dương tiếp tục dẫn đầu ở giải đồng đội với tổng thời gian 51 giờ 19 phút 51 giây, xếp hạng nhì tập đoàn Lộc Trời hơn 1 phút 10 giây, hạng 3 Thái Lan hơn 3 phút 43 giây. Sáng 14 tháng 3, đoàn đua thi đấu chặng 7 từ thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận đi khu du lịch Mũi Né Bình Thuận, đường dài 135 km.